Đối với những người trước khi chết, họ sẽ muốn làm gì? Trong khoảng thời gian đó, trong mắt họ sẽ nhìn thấy những gì? Tôi nghĩ mỗi người đều đã từng nghĩ qua những câu hỏi như vậy. Bộ phim Trải nghiệm điểm chết sẽ giải đáp những thắc mắc này cho bạn. Connie là thực tập sinh ở một bệnh viện. Cô đã rất nhiều lần nhìn thấy cảnh những người đứng bên bờ vực của cái chết. Cô vô cùng tò mò là khi họ gần chết, trong não sẽ thay đổi ra sao. Thế là cô quyết định thử nghiệm ngay trên cơ thể của mình. Cô tìm hai người đồng nghiệp là Jamie và Sophia đến giúp mình làm thử nghiệm này. Vì cô cần họ tiêm cho cô thuốc mê để cô rơi vào trạng thái chết giả. Sau đó, dùng thảm lạnh để làm nhiệt độ cơ thể cô giảm xuống dưới 30 độ. Tiếp theo là dùng máy kích điện tim để cho tim ngừng đập, khiến cho cô rơi vào trạng thái chết giả. Thời gian an toàn của trạng thái này chỉ có 1 phút. Cũng có nghĩa là nếu trong vòng 1 phút thì Connie mới được cứu, còn không thì cô sẽ chết thật. Rất nhanh, Connie đã rơi vào trạng thái chết giả. Thế giới trước khi chết mà cô thấy là cô ở trên cao nhìn xuống một thành phố, sau đó đi qua từng con đường. 1 phút sau, Jamie cần phải làm cho Connie tỉnh dậy, dùng máy sốc điện tim và chích thuốc cũng không có công hiệu. Trong lúc Connie nguy kịch, Ray đã đến kịp, anh bình tĩnh thao tác để cứu cô, Connie mới tỉnh lại. Sau cuộc thử nghiệm, cô liền kể cho mọi người nghe nơi mình đã đến. Đó là một thế giới khác. Câu chuyện của Connie cũng đã thu hút được sự hứng thú của các bạn cô, khiến cho họ đều cảm thấy rất thú vị. Và qua chuyện này, Connie cũng có những thay đổi rõ rệt. Cô bắt đầu có một trí nhớ dị thường. Thậm chí, 20 năm rồi cô chưa đụng đến đàn piano thì bây giờ cô vẫn đàn được. Cô còn có thể trả lời được hết các câu hỏi của giáo sư một cách trôi chảy, khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Thế là ba người bạn học cũng muốn thông qua phương pháp chết giả để được giống như Connie bây giờ. Chỉ có một mình Ray là không dám. Anh cho rằng chuyện như vậy sẽ phải trả một cái giá tương ứng. Nhưng ba người kia thì không mảy may để ý đến lời cảnh báo của Ray. Và tới hôm đó, khi Connie đang trong phòng vệ sinh để chuẩn bị đi tắm, thì đột nhiên cô nghe thấy những âm thanh lạ. Sau đó cô nhìn thấy trong bồn tắm có thứ gì đó. Connie sợ hãi la lên, thì trước mắt cảnh tượng bỗng dưng thay đổi. Dường như tất cả đều chưa có gì xảy ra. Không lâu sau, Jamie cũng tràn đầy phấn khởi bước vào cuộc thử nghiệm chết giả. Nơi đây, anh dường như trở thành chúa tể của thành phố. Anh lái chiếc xe mô tô chở theo sau là một cô gái. Quả nhiên, đúng như những gì anh mong đợi, sau khi sống lại, cơ thể của Jamie cũng khác thường. Anh có một sự thay đổi siêu việt. Vốn là một sinh viên trước đây học hành không ra gì, thì nay trong buổi thử nghiệm lâm sàng với sự chẩn đoán siêu phàm đã cứu sống được nhiều bệnh nhân mắc bệnh nan y. Điều này đã cổ vũ thêm cho các người bạn khác muốn trải nghiệm phương pháp này. Nhưng khi Jamie đang cảm thấy đắc ý, thì anh bỗng nhìn thấy một cô gái đang đứng trên đường. Nhìn thấy gương mặt thân quen và đôi mắt đầy thù hận của đối phương, Jamie sợ hãi, nhưng rất nhanh chóng cô gái đó đã biến mất. Sau khi tan làm, bọn họ lại đến phòng thử nghiệm. Marco và Sophia cũng không còn kiên nhẫn. Hai người cùng bước vào trong thế giới chết giả dưới sự giúp đỡ của mọi người. Marco nhanh chóng rơi vào trạng thái chết giả. Khi cô vừa mới vui mừng với sự thành công, thì bên cạnh cô dần dần có một đàn sứ bao quanh và bức tường ở phía trước mặt cũng đột nhiên xuất hiện. Thời gian 1 phút đã đến, mọi người vẫn chưa kịp gọi Marco tỉnh dậy, thì cảnh vật mà Marco thấy được lại thay đổi. Cô đến một bệnh viện hoang phế cũ kỹ, trước mặt bỗng xuất hiện một thi thể bị phủ kín. Khi cô đang sợ hãi thì mọi người đã kéo Marco được cõi chết trở về. Sau đó Sophia cũng bước vào cuộc thử nghiệm cái chết. Khi tìm con tim ngừng đập thì Sophia nhìn thấy cảnh cô học ở trường. Lúc đó cô đố kỵ với thành tích của một bạn gái cùng lớp. Sophia đã hack máy tính của cô gái đó, sau đó đưa những bức ảnh riêng tư của cô ấy lên trang web của trường. Từ đó về sau, cô gái trở thành trò cười của các bạn học trong lớp. Và trước khi Sophia được cứu sống, cô nhìn thấy trong lớp học ánh mắt đầy căm phẫn của cô gái kia. Lúc này, người lao công đang quét dọn bệnh viện phát hiện bọn họ đang bí mật thử nghiệm. Thế là bọn họ nhanh chóng gọi hai người tỉnh dậy, lái xe chạy trốn khỏi nơi đó. Vì để chúc mừng cho cuộc thử nghiệm thành công, bọn họ đã đến quán bar uống rượu chúc mừng. Nhưng lúc nãy, Connie lại nhìn bóng dáng của người em gái đã chết của mình. Cô vội vàng đi theo thì nhanh chóng, cô bước vào một không gian xa lạ. Trong đó cô nhìn thấy vụ tai nạn xe năm xưa. Khi cô cố gắng nhìn rõ hình ảnh phía trong xe, thì một bàn tay đột nhiên đập vỡ cửa kính xe khiến cho Connie sợ hãi. Tối hôm đó, Marco cũng kể với Ray chuyện trước cô gặp phải. Một bệnh nhân bị sứa cắn do sai lầm của bản thân cô khiến cho bệnh nhân đó qua đời vì dùng thuốc quá liều. Dường như tất cả mọi người đều gặp phải chuyện kỳ lạ. Jamie sau khi vui chơi thì trở về chiếc du thuyền xa hoa của mình. Anh ta nhìn thấy một cô gái đang nằm khóc trên giường, nhưng khi quay người lại thì cô gái lại biến mất. Sau đó ở phía sau ghế sofa cũng có tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Jamie vội vàng lật ghế sofa lên thì lại không thấy phát hiện được gì. Lúc này, Connie cũng ngồi thu mình ở góc nhà. Cô chuẩn bị dùng điện thoại để quay lại những kỳ lạ xảy ra gần đây, thì đột nhiên cô thấy đèn trong căn phòng ngủ phía sau lúc đỏ lúc tắt. Connie cô lấy dũng khí bước vào, bỗng nhiên cô nhìn thấy người em gái đang ngồi bên ánh nến.
Đôi mắt ghê sợ của cô em gái cứ nhìn chăm chăm vào Courtney. Cô liền rời khỏi đó, nhưng em gái cứ bám theo mãi. Courtney cuối cùng cũng không có đường chạy nên bị đẩy ngã xuống lầu. Cái chết của Courtney khiến cho những người bạn của cô cảm thấy kinh hoàng. Nhưng vì sợ hãi bị liên lụy nên bọn họ chọn cách im lặng để che giấu sự thật. Vì để đề phòng điện thoại của Courtney sẽ tiết lộ cuộc thử nghiệm của bọn họ, nên họ đã cử Marlo đến nhà xác để tìm điện thoại của Courtney đi tiêu hủy. Marlo dễ dàng lấy được điện thoại, nhưng khi chuẩn bị rời đi, trên tủ chứa thi thể lại xuất hiện những dòng chữ đầy máu. Marlo còn chưa kịp sợ hãi thì điện thoại trong tay cô ấy bỗng reo lên, và bên kia là giọng của Courtney đang gọi cho cô. Tiếp theo đó, đèn trong phòng lúc sáng lúc tắt. Marlo quá sợ hãi nên bật đèn flash của điện thoại lên, thì đột nhiên phía sau lưng cô xuất hiện một thi thể đang đứng lặng hồi lâu. Marlo bị dọa nên hét to lên khi cô quay lại với hiện thực. Và vào lúc này, Jamie trên du thuyền cũng bị người phụ nữ quen thuộc đó cứ nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh sợ hãi bỏ chạy. Nhưng người đó như âm hồn bất tán, khiến cho Jamie hoảng loạn rơi xuống biển. Đợi cho anh khó khăn lắm mới trèo lên được thì một con dao đã đâm vào bàn tay trái của anh. Sau khi trải qua những chuyện kỳ lạ trong đêm hôm đó, mấy người bọn họ ngồi lại với nhau xem đoạn phim mà Courtney đã quay lại được. Bọn họ phát hiện chuyện Courtney nhìn thấy người em gái đã mất của mình. Jamie cũng kể lại câu chuyện anh làm cô gái phục vụ trên du thuyền mang thai, nhưng anh ta lại không chịu trách nhiệm mà trốn tránh những chuyện này. Chuyện này khiến cho anh nhiều năm nay cảm thấy hổ thẹn. Marlo ở bên cạnh cho rằng sau khi bọn họ và thế giới chết đều mang lại cho mỗi người những thứ kỳ lạ, những lỗi lầm của quá khứ cứ tìm đến họ. Nếu như không tìm cách giải quyết những chuyện này thì tai nạn mà Courtney gặp phải sẽ là kết quả cuối cùng mà bọn họ phải nhận. Cuối cùng thì Sophia cũng gặp phải chuyện kỳ lạ. Cô bị chiếc thang máy đang sửa chữa cứ đưa lên đưa xuống. Khi cửa thang máy mở ra thì lại xuất hiện một căn phòng đổ nát hoàn toàn. Vào khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại thì bóng dáng cô gái năm xưa bị cô hãm hại bỗng vượt qua. Vì để bù đắp những lỗi lầm khi xưa, Sophia đến tìm cô gái bị cô hãm hại. Khi cô thành khẩn xin cô gái tha thứ, sau nhiều năm không gặp, cô gái đó cũng lựa chọn tha thứ cho Sophia. Nhìn thấy Sophia lấy được sự thơ thái trong tâm hồn, Jamie cũng bắt đầu đi khắp nơi tìm cô phục vụ năm xưa. Cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy, anh phát hiện cô không hề phá thai mà đã sinh đứa bé ra. Sau đó anh thành khẩn xin lỗi cô và hứa anh sẽ giúp đỡ cuộc sống cho hai mẹ con. Cũng vào lúc này, Marlo lại lần nữa thông qua cái chết giả để xin lỗi người đã mất. Khi những người khác tìm thấy Marlo trong phòng thử nghiệm thì cô đã chết gần 4 phút rồi. Và Marlo trong thế giới sau khi chết đang xin lỗi bệnh nhân đó. Nhưng người đàn ông đó không chấp nhận, còn cắm phẫn bóc cổ cô rồi đẩy cô vào trong một căn phòng u ám. Anh ta nhấn đầu cô vào trong làn nước. Marlo cũng dần cảm thấy ngạt thở. Bên ngoài khi nhìn thấy Marlo hoàn toàn mất đi sinh khí, bọn họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc. Ray dùng thuốc trực tiếp tiêm vào tim của Marlo. Trong thế giới bên kia, Courtney lại xuất hiện bên cạnh Marlo và không ngừng khuyên nhủ. Cô bảo cô buông bỏ sự hối hận trong lòng mình mà dũng cảm đi đối diện với sai lầm trong quá khứ. Cùng với sự cứu chữa kịp thời, Marlo cũng đã từ có chết trở về. Trải qua chuyện này, cô cuối cùng đã chủ động đi gặp viện trưởng và đồng thời nhận lỗi lầm năm xưa của mình. Bộ phim đến đây cũng kết thúc. Mọi người hãy nhìn thẳng vào lỗi lầm của bản thân mình thì sẽ không bị cảm giác tội lỗi xâm chiếm. Cuối cùng, cuộc sống của mọi người đã trở lại bình lặng. Con người khó mà không mắc sai lầm. Chỉ dùng một câu xin lỗi như trong phim thì có tác dụng gì? Chúng ta phải chịu trách nhiệm về sự sai trái của bản thân. Ai có thể nói trong lòng mình không có hổ thẹn cơ chứ? Bạn có thể nói ra bí mật của mình hay không? Được rồi, câu chuyện ngày hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh của tụi mình nhé. Bye bye!